đồ gỗ mỹ nghệ xã Trung được Ủy ban nhân dân tỉnh công nhận làng nghề từ năm 2008. Từ hơn 10 cơ sở sản xuất đồ gỗ, đến nay đã phát triển lên hơn 160 cơ sở thuộc hai xóm xã Trung 1 và xã Trung 2. Trung bình mỗi năm sản xuất được khoảng 28.800 sản phẩm. Làng nghề đã giải quyết việc làm thường xuyên cho gần 700 lao động với mức lương trung bình đạt từ 6 đến 8 triệu đồng một người một tháng. Tuy nhiên, hiện chỉ còn 1/3 số cơ sở còn duy trì hoạt động, nhưng năng suất sản phẩm đã giảm đi hơn một nửa. Đầu năm của 2018 đến nay là hầu như đóng băng. Thị trường là làm ra là rất chậm. Hiện nay là nếu như không có cái cơ chế chính sách tốt mà các cái giao thương về cái buôn bán thì sẽ gặp nhiều khó khăn. Máy móc không hoạt động, gỗ chất đống ngoài sân, sản phẩm làm ra xếp một chỗ. Đó là tình trạng diễn ra tại cơ sở sản xuất của anh Dương Văn Tặng ở xóm Dã Trung 2 đã nhiều tháng nay. Vốn liếng của gia đình mới lại vay mượn về để là đầu tư hết vào đấy, bây giờ không bán được hàng, công nhân thất nghiệp hết. Nên là gia đình cũng tạm thời cho công nhân nghỉ một thời gian để đợi xem có bán được hàng không thì bắt đầu mới hoạt động tiếp. Cơ sở của anh có 5 lao động thường xuyên, mỗi tháng sản xuất và bán được 10 sản phẩm giường gỗ cho các cơ sở tại Bắc Ninh. Thu nhập trừ chi phí cũng được từ 30 đến 40 triệu đồng. Tuy nhiên, từ đầu năm 2018 đến nay, cơ sở của anh chỉ bán được 20 sản phẩm. Hiện vẫn còn hàng chục sản phẩm tồn đọng. Khá hơn cơ sở anh Tặng, cơ sở sản xuất đồ gỗ của gia đình anh Dương Văn Vinh ở xóm Dã Trung 1 hiện vẫn duy trì hoạt động. Tuy nhiên, cũng chỉ là hoạt động cầm chừng. Trường nên là nó chậm, nhưng mà nó hơi khó khăn. Cái năng suất thì nếu mà so với mọi năm làm thì năm nay thì là nó giảm xuống đến 4-5%. Phụ thuộc hoàn toàn vào nguồn nhập hàng từ các cơ sở đồ gỗ mỹ nghệ ở huyện Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh. Khó khăn trong khâu tiêu thụ sản phẩm của làng nghề đồ gỗ mỹ nghệ xã Trung cũng đang là thực tế tại nhiều làng nghề trong thời kỳ hội nhập quốc tế hiện nay. Để tiếp tục hoạt động và phát triển, bên cạnh những giải pháp về cơ chế, hỗ trợ của các cơ quan chức năng, các làng nghề cần phải chủ động hội nhập, đổi mới để phù hợp với xu